Việt Nam 12/5824.02.2018, cập nhật 13/0224.02.2018, rút ngắn nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu tòa trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng. Theo đó, ngày 19 tháng 3 tới đây, ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử gồm Đinh La Thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trên hội đồng thành viên HDQT trên HDTV, PVN, Ninh Văn Quỳnh nguyên kế toán trưởng, kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán, PVN, Vũ Khánh Trường nguyên thành viên HDTV PVN, Nguyễn Xuân Sơn nguyên phó tổng giám đốc PVN, Nguyễn Xuân Thắng nguyên thành viên HDTV PVN, Nguyễn Thanh Liêm nguyên thành viên HDTV PVN và Phan Đình Đức nguyên thành viên HDTV PVN. Trong số các bị cáo trên, bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị truy tố cùng lúc về hai tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đinh La Thăng và 5 bị cáo còn lại bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị PVN, bị cáo Đinh La Thăng đã có hành vi ký thỏa thuận hợp tác số 6934 ngày 18 tháng 9 năm 2008, tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Đại Dương, Ocean Bank, nhưng không thông qua hội đồng quản trị. Tiếp đó, ông Đinh La Thăng đã quyết định việc góp vốn vào Ocean Bank khi biết rõ năng lực yếu kém của ngân hàng này, ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn với tổng số tiền PVN góp vốn vào Ocean Bank lên đến 800 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2011, khi luật tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò chủ tịch HDTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại Ocean Bank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại Ocean Bank trái quy định. Việc làm này tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng đợt 3 vào Ocean Bank. Hậu quả, hành vi mà bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm thực hiện dẫn tới việc toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi Ocean Bank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và ngân hàng nhà nước buộc phải mua lại ngân hàng TMCP Đại Dương với giá 0 đồng. Trước đó, trong vụ án xảy ra tại PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, ngày 22 tháng 1 năm 2018, bị cáo Đinh La Thăng đã bị TANDTP Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nguồn: Danchi.com.vn.